Những tuyến phố được đề xuất cấm đỗ xe ô tô gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Đức Cảnh, Hải Thượng Lãn Ông, Lý Tự Trọng và Nguyễn Trung Ngạn. Đây là những tuyến phố có hoạt động kinh doanh khá sầm uất ở thành phố Vinh. Cấm tất cả thì nó là bất tiện cho người dân, mà hai nữa là nó cũng nó không hợp lý. Không hợp lý bởi vì là phương tiện cá nhân thì nhiều, mà bây giờ mình mà cấm thì không biết là để ở đâu, chẳng lẽ là mình để ở nhà. Quan trọng là có khách hàng, mà có khách hàng là phải có chỗ đậu xe. Mà cấm như vậy thì bọn em cũng rất là khó khăn. Ngoài tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai có lòng đường khá rộng thì các tuyến đường còn lại được đề xuất cấm đỗ xe ô tô hiện nay đều rất chật hẹp. Vì thế chủ trương này nhận được khá nhiều ý kiến đồng thuận. Thực tế rất ách tắc. Như cái cổng nhà tôi này có cái biển treo đỏ mà cứ để được cổng đó. Tất nhiên là cũng phải là quy hoạch thôi cho hợp lý thôi, vì tôi có thể là xây những cái khu đỗ công cộng hay là khu nào cho hợp lý. Thì vì dù đúng là nếu mà không có những khu đỗ hợp lý thì những người dân hoặc là cái cơ quan làm việc là kinh doanh gì cũng hơi bất cập. Mặc dù là giải pháp tình thế và khá mới mẻ đối với thành phố Vinh, nhưng phương án này cũng cần thiết nên thí điểm từng bước để giải quyết tình trạng ùn tắc hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, việc cấm đỗ dừng xe dưới lòng đường ở thành phố Vinh có thể chưa quen với người dân. Nhưng thực tế, biện pháp này đang và đã phát huy những cái hiệu quả tích cực tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rằng thành phố Vinh cũng không phải là một ngoại lệ.